bắt đến đi, trả lại tâm trí đây. Mèo 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 mèo, hungakialoblog.vn. Bán rồ bậc da rẻ uy tín nhất Việt Nam VIP. Bờ rồ ác ngon gốt hưu bên sông Kiêm. Các bạn mua thứ đi mua xong trời phê là ưng. Qua chừng lòng em cứ tưng 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 tưng. Alo alo, mic check 1 2 3 má. Alo alo. Hello, xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hùng Akia. Và chào mọi người đến một video nữa về reaction TikTok. Hiện tại mình đang chọn cái giờ reaction là một cái giờ mà nó hơi kiểu cô hồn múa quạt một tí ấy. Mình nghĩ chắc là ngay bây giờ mình sẽ mở cửa sổ ra cho các bạn xem thì hiện tại sẽ có vài con ma đang múa cột ở bên ngoài kia. Tại vì là mình nhìn ra bên ngoài kia thấy tối lắm. Và mình cảm giác kiểu là nó có được cái gọi là âm hồn lạnh lẽo, cái oán khí đang bao bủa vây quanh khu vực này các bạn ạ. Đùa ấy. Nhưng mà bây giờ là 3 rưỡi đêm. Một cái giờ mà nếu như mà tôi chỉ cần gào to lên một cái thôi, hàng xóm sẽ đấm tôi. Nên là tôi sẽ nói chuyện thật càng to càng tốt để hàng xóm đấm tôi nhanh. Nói thế chứ mình mới chuyển nhà các bạn ạ. Hiện tại đây là nhà mới của mình và chắc là mình sẽ ra cái video review cái nhà này. Nói chung là cái video này nó cũng không có gì to tát đâu, chỉ đơn giản là mình quay qua cái nhà cho các bạn xem là cái nhà mới của Hùng như nào thôi. Thì các bạn có thể xem ở tại kênh Hùng Kaizu nhá. Mình nghĩ chắc là mình sẽ đăng ở kênh Hùng Kaizu Med 2. Yeah. Hey, hôm nay mình vừa chuyển đồ hết nguyên ngày các bạn ạ. Bây giờ đến 3 giờ sáng mình mới làm được video. Và mình sẽ làm video reaction TikTok nhá. Mấy ngày hôm nay cũng reaction TikTok rồi đấy, tính ra là cả tuần rồi đấy. Tại vì video gần đây nhất là mình nhớ là mình reaction là mình xem cái Skippy Toilet cơ. À, nhưng mà các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký. Và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của Hùng mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Và mình sẽ livestream đều đều kể từ các ngày tiếp theo. Nên là các bạn hãy đón chờ các buổi livestream của mình vào ban ngày nha. Giờ nào tôi đéo biết, tại vì chưa chắc tôi đã like. Oh, đây là cái trend mà gọi là ngày xưa và bây giờ này, kiểu kiểu thế. Oài, biến hình đỉnh vãi cả đái luôn. Mình cũng có làm cái trend này này. Bạn biến thành cái gì vậy? Bạn biến thành cái cây à? Ô, bạn biến thành cái lá này. Ô, hay đây là bạn? Bạn là cái gọi là thầy giáo, gọi là đứng đằng sau đấy, tóc vuốt mái ngói ấy đúng không? Rồi mặc đeo cà vạt đây đúng không? Chứ bạn đừng bảo bạn là bạn nữ đứng ở giữa cái ảnh này nhá. Bạn đừng bảo bạn là bạn nữ đeo kính nhá. No. Đéo thế nào có chuyện là nó được. Không thể vô lý thế được. Rồi tôi sẽ cá check các bạn ạ. Là nó các bạn ạ. Thật sự nó là con trai. Thật sự nó là con trai. Yeah, bỏ qua đi. Khi bạn có tiền, bạn đem cả thửa ruộng lên sân thượng còn được. Ôi đỉnh với cả Lin ạ. Ôi bê nguyên cả một cái gọi là cái vườn cây ở bên trên này luôn ạ. Ôi đỉnh thực sự các bạn ạ. Đấy, xong sau này con của bác ấy đi học lên lớp chứ, thầy giáo hỏi: bố mẹ em làm nghề gì? Bố em làm nông. Nhưng mà mẹ nông trại của bố em nằm ở trên mẹ nóc của gọi là nhà cao tầng ạ. Đỉnh vậy đái luôn. Sấm sét. À, mô tả cảnh sấm sét đúng không? À, mô tả tất cả gọi là định luật vật lý của sấm sét. Mẹ thằng nào đã chuyển sinh vào độ kiếp đây. Thật sự là mình chỉ đang thắc mắc là mấy người xem video, mấy người quay cái video xét đánh này còn sống không thôi. Vãi cả Lin ạ, trông kinh vãi cả trường. Này các bạn, quả pha xét đánh này tôi đảm bảo với các bạn là thanh niên nào đấy đang độ kiếp hoặc là phi thăng. Các bạn mà xem chuyện tu tiên Trung Quốc nhiều là các bạn biết ngay. Không hiểu có chuyện là mấy cái chuyện này là giải thích bằng vật lý được. Ông này chắc bố của tuổi thơ, mẹ của người lồng tiếng rồi. I can do when Tom... Tôi có thể làm giọng con tôm khi mà nó bị giật ngón chân. Don't say do it again. Or when like he gets like lit on fire, he's like. Nếu mà các bạn không cười vì cái ông này ông lồng tiếng thì các bạn sẽ cười vì cái thằng cha cười hộ. T
tức là cái ông mà đang ngồi cười kiểu cười khi mà ông kêu ông lồng tiếng ấy, ông ấy cười làm tôi buồn cười theo nữa các bạn ạ. Nó gọi là double cười luôn, má buồn cười ác. Ai à, thật sự là không phải lau nước mắt vì cười á. Cái đâu đấy? What? Vãi, ở ngoài trái đất nhiều vệ tinh bay vậy thật luôn à? Hay đây là video ghép vậy? Cái tàu này trông đi nhanh như này. À không, ý mình là cái tàu này tốc độ thật của nó là đi nhanh vãi lìn. Nó nhanh hơn ô tô các bạn. Mà nhìn nó đi chậm vãi lìn. Cái tàu kia phóng vèo vất qua. Vãi cả trường ạ, mấy trăm km trên giờ à. Ngồi bên quả tàu đấy liệu có chết mẹ luôn chuyển sinh không có nhỉ các bạn nhỉ? Ô, cái quả tàu đấy ở Việt Nam mình như đâu có đâu các bạn. Như gọi đấy, đấy gọi là tàu chân không hay sao ấy. Xịn thực sự. Ông ngã, vô tình ông vật được ngã mẹ cả con ngựa luôn. Nhìn này các bạn, ông ấy ngã. Ông cái tay ông vẫn cầm cái yên. Ông knock out con ngựa luôn. His name is John Cena. Teo 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 teo. Giờ như hai người xa lạ đéo biết đéo gì về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất bên Úc có gì. Đúng rồi, cô giáo mình hay nói là bài này dễ như ăn kẹo ấy mà không làm được. Thì đơn giản thôi các bạn ạ. Kẹo nhưng mà là kẹo đồng á. Không ăn được các bạn. Yes, go. Não thằng nào mà lúc 7 giờ sáng mà nó quẩy nhạc Vina hay như này chắc chắn là não thằng này có vấn đề rồi. Chứ não tao 7 giờ sáng rồi nó còn chưa hoạt động á mày. Não nó kiểu như hình như là bây giờ là 7 giờ tối đúng không? Chuyện gì vậy mọi người? Trời ơi, chuyện gì vậy? Chào các anh. Xin chào anh. Có chuyện gì vậy mọi người? Trời ơi. Video vô tri thật. Lồng tiếng trong một đàn cá mẹ, cái chuyện gì vậy? Xong cái lấy cái lá nó chào lại câu cái thì cả đám lặn hết. Mãi cả lìn ạ. Video vô tri ác. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở, tình ta mênh mông. Gặp nếu mà thực ra nếu mà theo cái trí nhớ của mình không nhầm thì cái đoạn mà gọi gặp nhau rồi thật khó lìa xa này là tiếng ở trong phim Tây Du Ký các bạn ạ. Cả cái quả nhạc này nữa, hình như là Tây Vương Nữ Quốc hay sao ấy, là ở cái Nữ Nhi Quốc hay sao ấy. Mà quan trọng nhất nhá, mình thắc mắc hai cái con đang ôm nhau này là hai con gì. Ở đây các bạn nào ở đây dưới comment biết con này con gì không, chỉ cho mình vắt. Thật sự là mình không biết con này là loài động vật gì luôn các bạn ạ. Ba người được bảo vệ nhiều nhất trên hành tinh, tôi chắc chắn rằng bạn không biết người cuối cùng là ai. Người thứ ba là Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng sống ở một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới, thành Vatican. Ông cũng di chuyển trong một phương tiện chống đạn với tầm nhìn không bị che khuất và có lính bảo vệ đồng hành ở mọi nơi. Thành Vatican cũng có một đội quân nhỏ gồm những người đã từng là quân nhân để bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Thứ hai, Kim Jong-un. Không ngạc nhiên rằng Kim Jong-un phải được bảo vệ bởi ông có rất nhiều kẻ tổng thống Triều Tiên đúng không nhỉ? Thù. Ở Triều Tiên người ta gọi là tổng thống hay là sao? Đô la được tiêu dùng để bảo vệ ông Kim. Ông di chuyển trong một chiếc xe limousine chống đạn và được bảo vệ bởi 100 vệ sĩ thuộc lực lượng bảo vệ tối cao. Người đứng đầu danh sách là nữ hoàng Elizabeth. Dịch vụ an ninh hoàng gia của bà có chi phí khoảng 27 triệu bảng mỗi năm, được thanh toán bởi người đóng thuế Anh. Hơn 180 sĩ quan SAS được giao nhiệm vụ bảo vệ nữ hoàng. Bà di chuyển xung quanh London trong những chiếc xe cảnh sát màu đỏ đặc biệt để bảo vệ. Bạn đã từng thấy ai đó có 100 người bảo vệ như vậy chưa? Điều đó là không thể. Tôi có nguyên cả cái kênh Hùng Akira đây, hơn 100.000 người đang xem video để bảo vệ tôi. Bảo vệ mõm thôi chứ còn mẹ. Thế là cầm dao xiên là chết thật. Đéo đùa. Một đường phản công dành cho United. Đây là Anthony ở cánh trái của Sancho. Anthony. Không phải. Một đường phản công dành cho
Ông ấy huấn luyện kiểu gì mà con chó nó xoay vòng tròn mẹ như kiểu cầu thủ tiếp bóng đá đỉnh thế nhở? Xịn thực sự, xong bố đảo lục tiếng nữa, ác thật chứ. Mình phải nhìn lần thứ hai mới nhìn ra đây là mặt con cá, chứ ban đầu mình còn chả nhìn ra cái gì để mà mình sợ các bạn ạ. Cái này là như kiểu là con cá nó jump scare nhưng mà không sợ. Thực ra nó không hài lắm nhưng mà đỡ hiểu sao anh ấy đi trèo lên rồi anh nhảy xuống anh về lại điểm xuất phát luôn ạ. Hold on, something's coming out of here. Look, there's a bird, dude, it knows what's good. I'm telling you, I just heard it inside. Hold on. Cái tiêu đề của cái video này có nghĩa là có một con chim ở bên sâu bên trong. Mình tưởng nó là cái ống, đang ngồi trên cái ống thứ nó thò cái mặt ra. Cái đệt mất dạy ác. Ê, cái này tính ra là còn giật mình hơn con cá vừa nãy nha. Trò chơi cảm giác mạnh này có lẽ chỉ dành cho những người có trái tim cực kỳ khỏe mạnh. Còn những ai có trái tim khỏe vừa vừa có lẽ chỉ dám chơi một lần và không bao giờ dám thử lại. Độ khó của game có lẽ phải ở mức level max. Ôi. Phát cả linh đã trông nó thả người như ngoé các bạn. Phát cả linh này mẹ, phi long thần tốc Hạ Long có bằng bố à? Ôi mình chơi quả phi long thần tốc mình đã cảm giác mình chết mẹ luôn rồi. Chắc lên trò này chắc vừa lúc lên đây chắc tôi chết rồi các bạn ạ. Lúc rơi xuống chỉ là cái xác của tôi thôi. Bạn có biết vào năm 1989 tại Gia Lai khi đang đào đất để làm móng nhà người ta đã phát hiện ra một bộ xương của loài Felidcatus hay còn gọi là mèo. Felidcatus. Là cái đéo vậy? Tên tiếng Mãn con mèo à? Top những vụ án cho bạn thấy rằng con người đáng sợ hơn ma quỷ. Tên sát nhân giết người, lột da các nạn nhân làm thành vật dụng thủ công, quần áo, bút pha lâu biu. Chặt xác các nạn nhân để tạo thành Chúa Giê-xu. Cô gái 13 tuổi giết bạn vì ganh ghét, sau đó phanh thây để hủy chứng cứ. Vãi lìn 13 tuổi. Hai đứa trẻ 10 tuổi sát hại em bé 2 tuổi bằng cách tra tấn và xâm hại. Cậu bé 13 tuổi giết chết mẹ ruột của mình bằng 20 nhát dao, sau đó thản nhiên ru em đi ngủ. Ờ rồi ok, công nhận đấy. Tính ra khéo ma nó sợ người chứ không phải người sợ ma. Nếu một ngày bạn đột nhiên trở nên giàu có, hãy nhớ kỹ điều này. Ôi, lưu vào sau này giàu thì còn nhớ. Nhớ là không nói bất kỳ ai, kể cả cha mẹ. Đừng nghỉ việc, cứ đi làm bình thường. Học quản lý tiền bạc, không học cách đầu tư tự kinh doanh, đồng thời gửi tiết kiệm ngân hàng. Làm việc tiền cậu yên lặng, tuyệt đối không khoe khoang. Đặc biệt phải báo hiếu cha mẹ trước. Vãi cả lìn ạ. Tự nhiên giàu nhưng mà lại đéo nói bố mẹ nghe, nhưng lại báo hiếu bố mẹ trước. Bố mẹ kiểu chứ, mày trộm tiền ở chỗ nào, lấy tiền mua cái này khai ra nhanh. Nó sẽ là kiểu đấy đấy. Yeah. Ê, cái thằng kia mày có trả lại tụi tao không? Nếu mày không trả tao chuột cho mày đi xe nổ đi tàu chuyến đi máy bay cái. Không có ngại ngần đó, như là gian cãi con lòng. Không biết là mày cãi, tao sẽ không bao giờ mà ngãi. Tao mới trong cuộc đời này cãi. Chị ra lại chậm thôi. Ê, cái thằng kia mày có trả lại tụi tao không? Nếu mày không trả tao chuột cho mày đi xe nổ đi tàu chuyến đi máy bay cái. Đi xe nổi, đi tàu chìm, đi máy bay gãy cánh. Ok rồi, tôi nôm na đoạn đầu là thằng chó kia mày có trả lại cái túi cho tao không? Đấy, uầy, giáp nhanh ác nghe lần hai mới nghe được các bạn ạ. Nhi nhúng nhảy dưới bầu trời trong xanh, rồi Nhi chúng bảy ngã vào vòng tay anh. Và người say bằng men, ta say bằng ánh mắt. Nhớ em hằng đêm nhìn đồng hồ chơi tích tắc. Thang máy màu vàng, nhà như biệt thự. Nhúng nhảy dưới bầu
chơi trong xanh rồi như hồ bơi chung bảy ngã vào vòng Louis Vuitton. Quần què thì đây, nói chung toàn mấy thương hiệu Dior, Chanel. Tay ăn và người say bằng mẹ. Cái này là cái gì, quảng cáo cái gì đây? Quảng cáo bạn ấy à? Hay là điều hòa Panasonic? Đúng, cái loại mẹ vừa xinh còn vừa giàu. Tôi thích ấy. Mày nhìn tao xuống đáy của bể bơi, nhưng xin lỗi, tao không biết bơi. Chúng mày bảo tao gà chứ gì? Đúng, tao gà thật, nhưng tao đẹp trai. Mày nhìn chắc là cười xong đoạn vừa nãy thằng bé nó chết đuối rồi các bạn ạ, không cứu nó lên nhanh còn kịp. Bữa sáng 13.000 đồng của bộ đội có một gói mì Coco Mi Đại, một quả trứng vịt lộn, 150g giá đỗ, hành lá, chanh và nước dùng bằng cà chua sốt thịt. Sáng xem này, đầu tiên mình sẽ rửa sạch trứng để loại bỏ chất bẩn bám trên vỏ rồi cho vào nồi đem luộc. Thời gian đủ để trứng chín là sau khi nước sôi được 15 đến 17 phút. Trong khi chờ trứng chín thì mình sẽ đi thái cà chua để làm nước chan mì. Cà chua sẽ được xào qua, sau đó đổ thịt băm vào, nêm chút mắm cho thơm. Đảo chín thịt, mình sẽ cho nước để đủ 12 suất ăn ngày hôm nay. Khi nước dùng đã sôi, mình chuyển sang trần giá đỗ. Hôm trước có bạn thấy mình phải bẻ nhỏ bát mì để chia mỗi người một gói rưỡi, rất dễ bị vụn và tốn nhiều thời gian, nên đã nói với mình là có mì Coco Mi Đại, nhiều gấp rưỡi gói mì Coco Mi thường mà giá không đổi, ăn no hơn, ngon hơn và có nhiều năng lượng hơn. Khẩu phần ăn của bộ đội quả một cáo gói mì thì Coco nói, mì mà nha. Ăn hai gói thì lại nhiều. Quả cáo mì Coco, nên mì Coco mì nha. Mì Đại một gói rưỡi là đúng tiêu chuẩn, vừa đủ năng lượng. Quả sau khi trứng và giá đỗ chín, mình sẽ chia ra mát tô. Ở chỗ các bạn mua trứng này có đắt không? Chứ mua ở chợ quanh nơi mình bán toàn 5.000 một quả trứng sống và 8.000 một quả trứng chín. Chia xong thì mình trần qua mì, lát nữa bộ đội xuống chỉ chan nước là ăn được luôn, đỡ phải tốn thời gian chờ mì chín. Để thêm phần ngon miệng hơn thì mình sẽ cho vào đây một chút hành lá cho thơm và cắt vài lát chanh để ngoài, ai ăn sẽ vắt vào sau. Khi nào bộ đội xuống ăn thì mình sẽ chan nước dùng cà chua thịt băm vào bát để bê ra ngoài bàn ăn, chứ không chan trước, mì sẽ bị nhũn. Đó, vậy là mình đã xong bữa sáng 13.000 đồng cho bộ đội. Các bạn thấy suất ăn như này có đủ tiêu chuẩn và có ngon không? Sáng nay các bạn ăn món gì? Hãy comment xuống cho Lê Anh Nuôi và mọi người cùng. Tôi chọn bát này, hoặc là bát này, vì tôi thấy nhiều thịt nhất các bạn ạ. Bát như kiểu này là bị hơi ít thịt một tí này. Cái lồng má mày, con mèo nó giật mình, nó đạp vào mồm của ông này luôn mà. Bạn ơi, nay bạn nhảy điệu này này. Bạn vạch cái này này. Bạn vạch qua đến đây mày. Vạch đến đây rồi á. Người ta phải vạch. Thôi bỏ qua đi. Chưa nói gì. Ước mơ của em là idol TikTok. Chơi TikTok chưa? Em chơi rất là lâu rồi. Em rất là có kinh nghiệm với TikTok. Chơi lâu rồi chắc là nhiều follow lắm. Bao nhiêu follow rồi? Hai follow. Thế cũng là quá cái cố gắng rồi thôi. Cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Hai cũng là số nhiều đấy. Cố gắng lên. Một là mẹ em. Một là mẹ em, hai là bố em. Sao em không tạo thêm Aclon làm follow nữa? Như anh có thêm 2-3 Aclon nữa là anh follow nữa là lên 4-5 follow rồi đấy. Nhưng mà sau quả video này của em lên xu hướng này, em mà nổ cái ai đi TikTok của em ra thì anh nghĩ chắc nick em phải 100.000 follow đấy. Tại sao lại không nhở? Phải tận dụng chứ bé. Ui dồi ôi, bé này là chưa có tố chất làm idol TikTok. Ô, thấy có mấy bạn comment thương thất thờ. Giờ bà thương có hơn 150k follow. Uầy, vãi lìn là giờ 150k. Mà nhân tiện các bạn có nhìn thấy cái phòng mình đẹp không? Đấy, đây là tổng quan này phòng của mình các bạn nhá. Ok, thôi chắc có đây là video reaction của mình ngày hôm nay, thì mình sẽ xin phép dừng lại tại đây thôi. Nếu bạn thích đừng quên để lại cho chồng xin một like và đăng ký, và đừng quên là bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc các bạn tốt lành. Bye.